ra với chị nhá. Ui giời, tần phải đi đu, em phải ngay, em đi đu, em phải đi, em phải không? Không. Đu đi, bà cháu đu em lấy đi. Được hả? Nhà với chị nhá, mày đi chợ nhá. Thank you.
bao tiền cân ấy? Khoảng 15 nghìn. 15 nghìn. Ngon nhỉ. Không có tủ. Không cần phải đi. Các cô bán mấy rồi? Xin bắt quả bao nhiêu? Quả mít thật kì để khu ha ha. Mười bông ấy. Ngồi đâu? Mua sữa đi. Cho mẹ mua mồm nhé. Sữa. Đây đang cầm cái này.
Ăn một miếng.
vào đây nhá. Con vào đây nhá. Đi cái. Cô mua đây nhá. Em nhá. Ừ. Mẹ em không mua. Để có coi lần ở trong đấy. Nước mà nước nó cây thank you.
Thị nha. Thank you.
Yeah.
Mm-hmm.